Chi Bu vừa tẩy nốt ruồi duyên trên má, Gil Lê đã lên tiếng đầy ẩn ý. Không ít khán giả cho rằng Gil Lê đang ngầm ám chỉ đến Chi Bu trong chia sẻ mới nhất của cô trên trang cá nhân Instagram. Mới đây, Gil Lê và Chi Bu lại trở thành tâm điểm chú ý của khán giả với những động thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Cụ thể, vào những ngày đầu năm mới 2018, người hâm mộ đã tinh ý phát hiện Chi Bu âm thầm đi lấy nốt ruồi duyên trên má. Được biết, đây là nốt ruồi may mắn của Chi Bu và từ lâu đã trở thành đặc điểm nhận dạng của cô với fan. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, người đẹp sinh năm 1993 lại đi tẩy bỏ. Hình ảnh cận mặt mới nhất của Chi Bu đăng tải trên trang cá nhân Instagram cho thấy nốt ruồi trên má của cô đã biến mất và vẫn để lại dấu vết sau khi tẩy. Nốt ruồi trên má của Chi Bu từ trước đến nay vẫn được xem như dấu hiệu đặc trưng được fan vô cùng thích thú. Trong lúc người hâm mộ còn đang bàn tán đặt nhiều câu hỏi về hành động này của Chi Bu, thì trên trang cá nhân Instagram, Gil Lê đột ngột đăng tải một dòng chia sẻ đầy ẩn ý ở phần story. Đặt với chả biệt, lắm trò, Gil Lê viết, ngay lập tức chia sẻ này đã được cư dân mạng chụp lại và truyền tay nhau trên nhiều diễn đàn. Ngoài các ý kiến thắc mắc từ khán giả, thì không ít người cho rằng Gil Lê đang ngầm đá xéo Chi Bu về việc tẩy bỏ nốt ruồi đặc biệt trên khuôn mặt. Suốt thời gian qua, mối quan hệ của Chi Bu và Gil Lê luôn được khán giả dồn mọi sự quan tâm khi cả hai bất ngờ vướng phải nghi vấn rạn nứt tình bạn thân nhiều năm. Theo đó, sau khi Chi Bu debut với vai trò ca sĩ, cô cũng không còn xuất hiện cùng Gil Lê như trước. Ngoài ra, cả hai cũng không tương tác với nhau trên mạng xã hội nên càng khiến người hâm mộ nảy sinh nghi vấn. Cách đây không lâu, Chi Bu còn vấp phải bí mật ồn ào hẹn hò với nam diễn viên Hàn Quốc Jin Soo Hyun sau khi cả hai hợp tác chung trong một MV và một dự án điện ảnh. Tuy nhiên, đến hiện tại, cả Chi Bu và Gil Lê đều không lên tiếng bất cứ điều gì về ồn ào này. Hiện tại, mối quan hệ của Chi Bu và Gil Lê vẫn được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Những tật xấu cười ra nước mắt nhắc đến là muối mặt của sao Việt. Dù nổi tiếng nhưng sao Việt cũng không thoát khỏi việc bị bạn bè quản lý hay fan bán đứng. Nu Phước Thịnh không biết tiêu tiền. Ở thời điểm hiện tại, Nu Phước Thịnh là một trong những ca sĩ trẻ có cachê cao ngất ngưỡng trong showbiz. Thế nhưng, dẫu tiền vô như nước nhưng anh chàng này lại có một nhược điểm rất đặc biệt là không biết tiêu tiền. Cụ thể, toàn bộ số tiền kiếm được từ việc chạy show, quảng cáo và các khoản thu nhập, Nu đều đưa hết cho mẹ. Thế mới có chuyện chạm ngưỡng 30 rồi, chàng nam thần vẫn còn ngửa tay xin tiền mỗi lần có việc. Theo tiết lộ, mỗi ngày giọng ca chạm khẽ tim anh một chút thôi, chỉ xin mẹ 500.000 đồng để bỏ túi. Và nhiều khi, 2-3 ngày số tiền này vẫn còn nguyên. Nu cũng thường xuyên rơi vào cảnh không đem theo tiền bên người, đến khi có chuyện mới gọi điện ứng cứu. Một trong số đó là câu chuyện hài hước. Nu đi taxi mà không trả tiền, thay vào đó anh còn hồn nhiên hỏi tài xế, chú ơi, đồng hồ và điện thoại chú thích thứ nào hơn? Rồi bảo lái xe cứ cầm, vì lát sẽ có người mang tiền đến chuột. Huấn luyện viên của The Voice 2017 từng tâm sự, anh thấy vui vì điều đó hơn là nhức đầu giữ tiền, rồi tìm mưu kế để xài tiền cho hết. Minh Hằng ăn mặc theo tâm trạng. Em trai của Minh Hằng chính là người đứng sau sự thành công của chị gái. Anh vừa là trợ lý, vừa là cố vấn đắc lực của nữ diễn viên Vừa Đi Vừa Khóc. Ngay từ những ngày mới gia nhập làng giải trí, em trai Minh Hằng đã luôn đồng hành cùng cô mọi hoạt động, sự kiện và trợ giúp phía hậu trường show diễn. Không ít lần em trai Minh Hằng bị nhầm là bạn trai hoặc trai lạ tháp tùng chị đi diễn tham gia event. Trong một lần phỏng vấn, Minh Hải đã tiết lộ tật xấu của cô chị mình là ăn mặc theo tâm trạng và thời tiết. Minh Hải tiết lộ mỗi lần đi diễn nước ngoài, anh khó kiềm hãm được sở thích mua sắm của chị. Nữ diễn viên mua rất nhiều quần áo, dù có những bộ cánh chỉ mặc một lần. Cô còn có một phòng riêng chứa quần áo và giày dép và năm nào cũng phải xếp lại đồ rồi thanh lý bớt cho bạn bè và chị em. Minh Hải tiết lộ thêm rằng chị gái mình ăn mặc theo tâm trạng và thời tiết. Nếu Minh Hằng vui, sẽ mặc một bộ đồ nổi bật sexy. Nếu thời tiết Sài Gòn se lạnh, Minh Hằng sẽ trang điểm và diện một bộ đồ lãng mạn để đi ra đường. Điều này đôi khi ảnh hưởng không tốt đến công việc của nữ ca sĩ. Harry Won ham ăn nhưng hay quên ví. Nhắc đến Harry Won, ngoài tính cách tưng tửng và tiết kiệm quá mức, đến fan còn phải công nhận, thần tượng của mình cực kỳ ham ăn. Điều bất ngờ là cả cô nàng và ông xã Trấn Thành đều có chung sở thích.
Thế nên phần lớn những buổi hẹn hò của cả hai đều là ở nhà hàng, quán ăn. Vấn đề nằm ở chỗ thích ăn ngon, nhưng cặp vợ chồng lầy lội của showbiz Việt lại thường xuyên quên ví. Thậm chí Harry từng không ít lần bị quản lý hay đồng nghiệp tố cáo vì sĩ diện mời ăn cuối cùng lại để khách phải rút ví tiền. Vụ việc ồn ào nhất chính là lần cô ca sĩ muối mặt mượn tiền quản lý gần 1 triệu đồng chỉ để mua đồ ăn tại sân bay, đến nỗi quản lý còn đưa lên cả Facebook cá nhân với giọng điệu không thể mỉa mai hơn. Bên cạnh đó, tại thời điểm kỷ niệm 1 năm ngày cưới vợ chồng Shinri, danh hài Trấn Thành cũng lần đầu hé lộ lý do khiến Harry nhận lời cầu hôn của anh. Hóa ra vì ham tiền, ham ăn, nên giọng ca anh cứ đi đi mới bị ông xã lừa đến nhà hàng, sau đó là nhận lời làm vợ. Đêm đó tôi hẹn cô ta với lý do cô ấy mới đáp máy bay từ Mỹ về là phải đi gặp khách hàng liền. Tôi đóng vai một đạo diễn muốn mời quảng cáo với số tiền khủng, đồng thời yêu cầu khách mời phải đến casting ngay lúc đó để gặp mặt xem có hợp với mẫu quảng cáo hay không. Bà Harry rất ham tiền nên đi gặp đạo diễn, đâu có biết là gặp tôi, Trấn Thành chia sẻ. Sơn Tùng MTB lúc nhỏ đi học thích trêu gái và tóc váy bạn nữ. Khác với vẻ ngoài bất cần và lạnh lùng thường thấy, Sơn Tùng của những năm tiểu học lại là cậu học sinh nghịch ngợm và cực đáng yêu. Mới đây Hoàng Tử Mưa còn muối mặt khi bị bạn học cấp 1 bóc phốt về sở thích có phần quái tính thời còn đi học, thích trêu gái và tóc váy các bạn nữ. À, tao kể cho nghe. Từ ngày xưa học Lê Quý Đôn không biết mọi người xuống dạy hay như nào, đi tỏ tình một em bên Nguyễn Đức Cảnh. Tùng mới đem theo hoa gấu gì đó, cầm cả con guitar ra đứng trước mặt ẻm, gảy bài Cơn Mưa Ngang Qua hay Nắng Ấm Xa Dần. Xong một phát Tùng bị phủ các mày ạ. Lời kể thu hút hàng trăm lượt chia sẻ của một cư dân mạng. Huy mê chơi game. Quản lý cho biết tật xấu nhất không thể nào bỏ được của Ngô Kiến Huy là cực kỳ mê chơi game. Những khi đi diễn tỉnh cùng nhau, cả hai ở chung phòng là chàng bắp cắm mặt vào chơi game điên đảo không ngó ngàng gì đến ai. Nhiều lúc khi đang cày một game nào đó, Ngô Kiến Huy còn thủ sẵn cả hai chiếc laptop để giết thời gian khi ngồi trên xe. Anh trai của bắp cũng rất mê chơi game, nên khi có thêm đồng minh, anh chàng càng cày nhiều hơn nữa. Quản lý của anh chàng cũng phải dùng mọi biện pháp từ khuyên nhủ đến hù dọa đủ kiểu, chàng bắp mới có thể giảm bớt thời lượng chơi game và tập trung vào nghiên cứu MV, cách trình diễn của các diễn viên ca sĩ trong và ngoài nước để học hỏi kinh nghiệm. Điều kết hôn đã lâu nhưng chưa có con, nhìn Thúy Diễm Nguyệt Ánh xinh đẹp mơn mởn, quay sang Harry Won thì. Xem loạt ảnh dưới đây của Thúy Diễm Nguyệt Ánh, Harry Won và Lê Thúy mà thấy sự khác biệt rõ rệt. Thúy Diễm, đây là cặp đôi được đánh giá là trai tài gái sắc khi nên duyên vợ chồng, chính thức về chung một nhà vào tháng 4, 2016, trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ sau 4 năm yêu nhau. Nói về Thúy Diễm trước kia, nhiều người vẫn không quên cô nàng có làn da đen nhẽm cùng nhan sắc không lấy gì ấn tượng. Thế nhưng sau khi lấy chồng, nữ diễn viên khiến nhiều người ngỡ ngàng với làn da trắng nõn mịn màng. Đặc biệt mới đây, cô còn ăn mặc sexy và táo bạo hơn thuở còn yêu Lương Thế Thành nữa. Xem loạt ảnh mà cứ tưởng cô nàng chỉ mới vừa tròn 20. Cặp đôi trai tài xinh gái Lương Thế Thành Thúy Diễm khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, cuộc sống của cặp đôi này cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì quá hạnh phúc. Khác với những cô gái khác lo sợ hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc, thì đối với Thúy Diễm đây là việc tuyệt vời nhất. Cặp đôi này không thiếu những khoảnh khắc tình tứ khiến các fan hâm mộ ghen tị. Thúy Diễm mơn mởn hạnh phúc không khác gì gái 20. Nguyệt Ánh, đầu năm 2017, lễ cưới của cô dâu Nguyệt Ánh và chú rể người Ấn Độ Eswarao đã diễn ra vô cùng ấm cúng tại bờ biển Phan Thiết với sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Dù làm dâu xứ lạ, nhưng cô dâu Nguyệt Ánh rất hạnh phúc khi được cả gia đình chồng yêu quý, đón nhận nồng nhiệt. Mới đây, nữ diễn viên cổng mặt trời khiến người hâm mộ an lòng khi chia sẻ khoảnh khắc đi chơi vui vẻ sau gần một năm lên xe hoa. Có lẽ nhờ tình yêu và cuộc sống hôn nhân viên bản mà cô ngày càng trở nên xinh đẹp rạng ngời. Ông xã Nguyệt Ánh là một huấn luyện viên yoga đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì thế sau khi kết hôn, cô nàng có thể hoạt động nghệ thuật bình thường. Harry Won, sau nhiều ồn ào trong chuyện tình cảm, cả Harry Won và Trấn Thành đã cùng xây dựng một gia đình nhỏ đầy tình yêu. Sau đám cưới, đã có những tin đồn Harry mang thai vì vòng 2 to bất thường.
Tuy nhiên hiện tại cả hai đều chỉ đang tập trung vào phát triển sự nghiệp. Mặc dù so với tuổi 32, Hari Won vẫn rất trẻ trung, nhưng đúng là kể từ khi lấy chồng, nhan sắc cô nàng không còn như lúc trước. Các fan hâm mộ đang rất mong chờ tin vui từ phía cặp đôi nổi tiếng này. Lê Thúy. Lê Thúy là người mẫu quen mặt của sàn diễn thời trang trong nước và quốc tế, sở hữu chiều cao vượt trội nhưng lại quá gầy cùng gương mặt góc cạnh. Nhiều người đùa rằng Lê Thúy không khác gì đàn ông, nhưng rồi cô công khai tình cảm và kết hôn với bạn trai Việt Kiều Đỗ An, điển trai lịch lãm, khiến nhiều người bất ngờ và ngưỡng mộ. Dù không được đánh giá cao về nhan sắc và có phần khá lép vế trước chồng mình, nhưng Lê Thúy kể từ sau khi kết hôn lại càng mặn mà và đầm thắm hơn trước rất nhiều.